hai kênh các bạn. Đây là một kênh này, đây kênh nữa này, kênh nữa này. Ok, thưa các bác của anh em test con đẩy thanh lý xem chất âm của nó như nào. Các bác của em thân mến nhá, không phải là thanh lý mà là chất lượng nó kém đâu. Thanh lý có nghĩa là giá nó hợp lý hơn so với bình thường các bác nhá. Chất âm của chiếc đẩy này em thấy rất là hay. Chiếc đẩy Chan Audio mã TA500 như em giới thiệu chuẩn thật thì nó là một chiếc đẩy bãi chạy mạch class AB với công suất đạt được là 500W trên một kênh, lội trở 8 ohm các bác nhá. Đấy là giới thiệu đúng thật. Còn như ở chỗ khác em thấy họ toàn giới thiệu 1.000 với lại 1.200W, thậm chí anh em còn giới thiệu đến 1.500W các bạn. Đó. Chuẩn là 500W một kênh, nội trở 8 ohm, thiếu 1W em cho không có bác một cái đẩy luôn, không cần bán các bác nhá. Em đang thanh lý chiếc đẩy bãi Chan. Chan là một sản phẩm thương hiệu các bác nhá, là một sản phẩm thương hiệu. Giá em bán bây giờ chỉ có 3,5 triệu một chiếc thôi. Em test chiếc này cũng gửi đi cho một anh trai. Em vẫn còn hàng để phục vụ các bác của anh em. Chủ yếu test chất âm cho các bác nghe được xem là đẩy bãi chất âm nó như nào các bạn. Và đẩy thanh lý chất âm nó như nào các bác nhá. Khá hay các bạn. 3,5 triệu, 500W. Các bác của anh em có thể đánh thoải mái một đôi full bass 30 hoặc có thể đánh cố những đôi loa full bass 40 từ 17 hoặc là từ 19, quay 7,6 hoặc quay 8.0. Tuyệt vời đúng không ạ? Đó, bây giờ bác nào đang sử dụng một con âm ly mà nó kém, các bác mua con đẩy này 3,5 triệu và một con vang khoảng hơn 1 triệu nữa, rất là hay, khỏe các bác nhá. Hát hay hơn âm ly nhiều mà công suất khỏe hơn âm ly các bác nhá. Em giới thiệu là đẩy Chan. Hôm nay em test con đẩy thanh lý Chan Audio TA500 các bác nhá. Công suất 500W một kênh, nội trở 8 ohm, 3,5 triệu đồng. Và anh em gọi em rất nhiều đúng không ạ? Đấy, vợ em thì giờ đang đóng hàng các bạn. Nói chung là mấy nay là thợ đang hơi thiếu, nên là chúng em đóng hàng cũng hơi chậm. Mong các bác của anh em không phải hết sức thông cảm nhá. Ok, cảm ơn các bác của anh em. Em test con đẩy này với đôi bát 30 kép các bạn, để đánh đôi 4 số V3 luôn các bác nhá. Đang đánh đôi 4 số V3. Đấy. Ok chưa? Tắt. Ok. Các bác của anh em có nhu cầu mua con đẩy thanh lý Chan này các bác nhá, giá 3,5 triệu, hãy liên hệ cho em. Số máy 0365888988, 0368891555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Các bác vui lòng đặt cọc tiền, em sẽ gửi hàng. Trân trọng cảm ơn ạ.